Nào Su, chưa, chưa được. Khúc xong rồi nhưng mà chưa được. Bồng, chưa được. Chưa được. Sao sao? Đây Su đây. Có chip được rồi nhỉ? Chip đây. Ăn không để vãi lung tung vậy. Rồi ăn đi. Bông hết chưa? Siro ăn đi. Ăn phần của siro đi. Cho con bông thêm một tí. Phần của siro, siro cứ ăn đi. Săn than, phần của săn than. Bông, Su ăn phần của Su đi. Su ăn xong rồi không có làm phiền con siro nữa. Chíp ăn xong rồi. Chíp này ăn thế là tí tã rồi đấy. Đây, củ bông đây, bát vẫn còn. Có chíp thêm tí. Bông thêm tí. Chắc xa thêm tí. Thôi phần này là phần để cho chị được. Để cho em được xin. Đây bấm cái nốt đi. Bác ăn không có để thường tí vậy. Rồi xin lô ăn đi. Su không làm phiền em. Su siro. Chắc là thứ hai. Bởi vì về hôm nay là dỗ mai lấy xe. Dỗ trưa chứ còn chiều gọi đã say rồi. Đúng rồi, dỗ trưa này. Siro có ăn nữa không? Con lấy em cho nó vào trong chuồng đi. Không cần. Tại vì con Su nó cứ làm phiền. Siro. Siro thôi nhá. Đủ chưa? Không ăn nữa thôi để cho chị Bông ăn. Chào tí. Khi nào cho nó ăn xong hết rồi nó lấy được. Rồi, nó đã xong. Bông, xử lý.
Chị My. 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 Con có My đấy. Con có My đấy. Vét nốt. Xi còn dính gì vét nốt đi. Hết chưa?